Sáng ngày 12 tháng 12, bà Lê Thị Minh Thủy, bí thư đảng ủy, chủ tịch Quỹ báo nhân dân xã Phước Hưng, làm trưởng đoàn công tác đảng ủy, hội đồng nhân dân, Quỹ báo nhân dân và Quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã đến thăm hỏi và tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân hoàn thành nhiệm vụ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới và trở về đơn vị. Tại nơi đến thăm, bà Lê Thị Minh Thủy, bí thư đảng ủy, chủ tịch quý bác nhân dân xã Phước Hưng ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe của các cán bộ, chiến sĩ chưa hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị. Đồng thời, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quý bác nhân dân xã Phước Hưng nhấn mạnh, đây là niềm tự hào to lớn của Phước Hưng vì cán bộ chiến sĩ đã không ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, cho nhân dân giao phó nơi tuyến đầu biên giới. Cho đây cũng là động lực to lớn để địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, Nhất Loan Thành 19 trên 19 tiêu chí và 57 trên 57 chỉ tiêu về xây dựng xã nông thôn mới. Đồng thời, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng mong muốn các cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước sự quan tâm của địa phương, đồng chí Trình Huy Thế, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chi quân sự xã Phước Hưng thay mặt các cán bộ, chiến sĩ gửi lời cảm ơn sâu so sắc đến lãnh đạo địa phương, các ban ngành, đoàn thể cho hứa sẽ cùng tập thể đơn vị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Dịp này, địa phương cũng đã trao tặng mọi cán bộ, chiến sĩ một phần quà trị giá trên 400.000 đồng nhằm chia sẻ động viên các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu đạt nhiều kết quả trong thời gian tới.